Trước diễn biến tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước, bên cạnh các địa phương chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch, thì tại các huyện Hương Sơn, Lộc Hà của tỉnh Hà Tĩnh, một số chức sắc chức việc đã tổ chức hành lễ với sự tham gia của đông giáo dân, bất chấp các quy định và hướng dẫn của giáo hội, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng dân cư. Cụ thể là trong đêm ngày hôm qua, thì Linh Mục Bùi Khiêm Cường, quản sứ Kẻ Động xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn đã huy động hội đồng giáo xứ và gần 4.000 giáo dân tham gia lễ thánh, không tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh. Đã có hàng ngàn người không đeo khẩu trang, không khoảng cách, tụ tập đông người bất chấp các quy định khuyến cáo của các cơ quan chức năng. Cũng vào thời điểm trên, xứ Trung Nghĩa, huyện Lộc Hà cũng tổ chức rước kiệu kết thúc tháng dâng hoa Đức Mẹ với sự tham gia của gần 1.000 giáo dân bất chấp quy định về phòng dịch. Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn đã tiến hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.